chào anh chị em nha. Em tên là Sinh. Thì hôm nay em xin giới thiệu anh chị em là dàn mini là HCD-M3 nha anh chị em. Này là Sony HCD-M3 nha anh chị em. Đó. Thì cái dàn này là nguyên dàn nữa là màu trắng, toàn là màu trắng không nha anh em. Cục máy màu trắng. Đây, cục máy màu trắng. Lo gỗ màu trắng luôn nha anh chị em. Này. Lo còn vuông vức đẹp đàng hoàng, không có nở bể. Đây. À. Đây quay bên ngâm nhìn xem xem. Nó còn vuông vức đẹp đàng hoàng. Đây cái trần. Đó. Thì cái này là do nó bị gách cái lưới này nha em. Đây nó có gách một chỗ nè. Đó. Cái này là dơ bẩn nha anh em. Về giặt là ok, không có sao hết. Đó. Còn lại là đẹp đàng hoàng. Đó. Đó. Thì em xin test cái đĩa cho anh CD cho anh chị em xem và nghe thử. Đây là cái nút trả nằm đây là nha anh chị em. Đây. Đó. Xe đọc tốt nha anh chị em. Hôm nay thì một lần nữa lại được nghe với cái loại nhạc đó như là ở đây cũng ok nha anh chị em. Ngày đó lâu rồi hai đứa. Em xin hát cái cổng ao nha anh chị em. Thì cổng ao là cái này nó là chui 3.5 ra 3.5, nó khác với con kia là 2 ra 3.5, con này là một chui ra 3.5 luôn nha anh chị em. Hai đầu đều 3.5 hết. Con này em xin nhắc lại là nó thiên về bass nha anh chị em. Thank you.
trai đi nghìn sau theo dấu chân đi vào yên lý. Biết bao người trai đỡ xương máu không trở về. Người đi vào tôi vẫn lưu danh cho đời mai. Nó anh hùng ngày HCDM3, anh chị em tham khảo. Xin cảm ơn và xin chào anh chị em ạ.